Xin chào bạn. Hôm nay chúng tôi làm cái video clip để tôi hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng ở bộ nắp điện tử VK14 và VK15. Thì chúng ta sẽ lắp được hầu hết các buồng cầu của Toto. Thì tôi làm cái phần hướng dẫn ở đây để chúng ta biết cái cách sử dụng. Thì nói qua cái nắp VK14 thì nó sẽ có cái mã hiệu là TCF24410AA. Còn VK15 sẽ có cái mã hiệu là TCF24460AA. Thì cơ bản hai cái cầu này nó chỉ khác nhau là cái phần này là cái phần không dấu dây, còn VK15 là dấu dây. Còn các tính năng cơ bản thì của nắp điện tử thì nó hoàn toàn giống nhau, nên chúng tôi sẽ giới thiệu qua. Và cái nắp này cơ bản về cái tính năng của nó là có cái tính năng EcoTer. Nhưng đối với cái nắp này nó EcoTer nó chỉ có trong cái vòi rửa thôi, chứ nó không có cái EcoTer trong cái nước phun vào buồng cầu nha bạn. Nó sẽ khác nhau với cái nắp VK11, 12 là ở cái vấn đề cái EcoTer này nó chịu hoạt động ở trong vòi rửa. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua là cái nắp VK14-15 nó sẽ có cái remote như này ha. Cái nắp này nó sẽ có remote ha, và có cái hình dạng như này, màu trắng và hơi nhám ha. Nó hơi nhám nhám, và phím thì hoàn toàn là phím cơ thôi, không phải là phím cảm ứng ha. Thì cơ bản á, chúng ta sẽ nhìn qua cái bàn phím này, tôi sẽ nói qua những cái tính năng, rồi chúng ta sẽ thử trên cái buồng cầu này ha. Đây ví dụ như đây là rửa đại tiện, cái này rửa là rửa tóe ra ha. Còn cái này rửa tập trung, có nghĩa là cái này tôi cảm giác nó mạnh hơn nè, rửa mạnh hơn, còn ai muốn nhẹ nhàng hơn thì rửa cái này. Còn đây là rửa tiểu tiện nữ ha. Còn cái này là sấy, cái này chức năng là massage, có nghĩa chúng ta sử dụng vòi đây xong chúng ta massage ha. Còn đây là làm cái tia nước, theo tôi là tia nước nó đứt quãng ha. Còn chức năng này chức năng EcoTer cho cái vòi rửa. Còn cái này là vị trí là cộng trừ, này là làm mạnh yếu cái vòi rửa này ha. Chúng ta sử dụng này chúng ta sẽ mạnh yếu. Còn đây là di chuyển cái vị trí vòi rửa ha. Còn đây số 1, số 2 là nó sẽ lưu cho hai chế độ người dùng khác nhau. Ví dụ như chúng ta chỉnh xong chế độ chúng ta phù hợp rồi chúng ta lưu lại, rồi hoặc là số 2 lưu lại. Ngoài ra thì đằng sau này á, nó sẽ chỉnh cho chúng ta về, ví dụ như đây là nhiệt độ của nắp nè, nóng nè, nhiệt độ của nước nè, nhiệt độ sụt sấy khô nè, hoặc là đây là chỉnh cái thời gian ha, chỉnh thời gian. Cái này còn cái chúng ta thấy chiếc lá đây là tiết kiệm ha, chúng ta ấn vô đây nó sẽ là tiết kiệm điện. Ngoài ra thì nó đây là tắt cái nguồn điện. Còn cái này tôi cũng chưa thử qua, thì cơ bản là những tính năng cơ bản vậy thôi. Còn chúng ta muốn thay pin á, chúng ta lưu ý chúng ta sẽ thay pin đây, và chúng ta lưu ý là chúng ta buộc phải sử dụng pin alkaline, không được sử dụng những cái loại pin không phải alkaline, nó sẽ dễ dàng làm hư cái remote chúng ta, nó chạy nước làm hư remote chúng ta ha. Thì bắt đầu á, thì chúng ta khi chúng ta mở điện lên thì nó sẽ có cái nút, cái đèn đây power nó sáng lên đây, đây là thể hiện power sáng. Còn đây là thể hiện cái bệ ngồi của chúng ta đang được nóng nè, và chúng ta đang mở chế độ tiết kiệm điện ha, eco. Đây là cái nguồn nước cũng được sưởi ấm, có nghĩa là nước có nóng nha. Thứ ba là cuối cùng là chính là cái EcoTer, có nghĩa chức năng EcoTer đang được bật lên. Những cái đèn này sáng hết thì nó đang thể hiện cái đó. Ví dụ như tôi sẽ thử tắt chức năng tiết kiệm điện thì nó sẽ tắt đi ha. Cái này sao tôi nó chưa tắt ngay không biết ha. Cái này nó sẽ tắt, quên đây đang mở chứ, đó tắt rồi đó ha. Tôi đã tắt rồi, nó không còn sáng nữa đó. Thì đấy là một trong những chức năng chúng ta nhìn qua đây, nhưng mà chúng ta nên mở tiết kiệm điện ha, thì nó sẽ đỡ đủ nguồn điện hơn. Thì bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái nắp này, chúng ta sẽ mở lên ha. Thì tôi sẽ giả lập cho chúng ta giống chúng ta đang ngồi trong đây nha. Khi chúng ta ngồi lên nó sẽ nghe tiếng tách một cái ha. Lúc này á là cái bộ phận đầu tiên là khử mùi ở đây, tôi gió nó đang thổi ra đây ha. Đây nguồn gió nó sẽ thổi ra đây, chúng ta sờ mát mát. Nếu mà cái quạt đây mà không mát á, có nghĩa là có thể là cái bộ phận sấy chúng ta hư ha. Chúng ta sờ đây mát mát, nó đang hút cái lượng khí hôi trong đây nè, nó ra đây nó lọc không khí, có nghĩa là chúng ta đi vệ sinh của cái nắp này nó sẽ không bị hôi, không bị mùi. Ngoài ra chúng ta bắt đầu sử dụng, chúng ta đi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta rửa ha. Ví dụ như chúng ta rửa đây, chúng ta ở ngoài đây ha. Thì bắt đầu cái vòi rửa này nó sẽ có thời gian nó đi ra đó. Và chúng ta lưu ý nếu mà EcoTer đang mở thì vòi này sẽ xịt nước ra với chế độ EcoTer. Thì EcoTer nó làm cho khử khuẩn tốt cho chúng ta, không bị nhiễm khuẩn đồ. Chúng ta muốn chỉnh qua chế độ khác, chúng ta ấn tiếp qua đây thì chúng ta sẽ thấy có đèn xanh ở đây ha. Đó. Chúng ta muốn massage, chúng ta sẽ ấn vào đây.
Đây, nó massage. Chúng ta không muốn massage nên chúng ta bấm ngừng lại. Đó. Rồi chúng ta muốn thay đổi vị trí vòi. Đây, các bạn thấy không? Mỗi người thì sẽ có vị trí vòi rửa khác nhau. Đó. Hoặc là chúng ta muốn nước mạnh yếu, chúng ta tăng giảm đây. À, chúng ta nhớ là đây là phím cơ, chúng ta sẽ ấn và ấn lại như vậy. Rồi, bắt đầu chúng ta ví dụ như rửa tiểu tiện nội chẳng hạn, thì chúng ta ấn vào đây. Thì nó sẽ đóng vòi ra và nó mở ra chế độ còn lại. Và chúng ta cũng dùng tương tự như massage nè. Ha. Đó, massage. Hoặc là nó thay đổi vị trí vòi, thay đổi lực mạnh yếu. Bắt đầu chúng ta sử dụng xong, chúng ta sẽ sấy khô. Ha. Đây, sấy khô. Đó, nó có sẽ gió đi ra ngoài. Ví dụ như bây giờ chúng ta mới là người sử dụng đầu tiên, chúng ta là người số 1 thì chúng ta sẽ lưu vào ấn vào đây. Đó, nghe tiếng tít không ạ? Có nghĩa đã lưu được chế độ số 1 hôm sau á, ví dụ như chúng ta là người số 1, chúng ta sử dụng lại, chúng ta chỉ cần ấn vào số 1 một cái là tất cả các vị trí vòi cũng như vòi rửa nó sẽ vào vị trí đó và chúng ta sử dụng. Và hôm sau chúng ta không phải sử dụng lại. Ví dụ như chúng ta bấm dừng á, thì nó sẽ bấm dừng ở đây. Hoặc đứng lên, chúng ta đứng lên thì nó cũng là như vậy ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chỉnh, ví dụ bây giờ nắp đang ấm, tôi đang ở miền Nam chẳng hạn, thì cái nắp này nó nóng quá, chúng ta sẽ ấn ví dụ cho cái nắp đừng có nóng nữa. À. Đó, chúng ta thấy không có đèn sáng nào, thì cái nắp này sẽ dần dần nguội đi. Và các bạn sẽ thấy cái nút ở trên đây không? Cái nắp nó không còn sáng nữa, có nghĩa chứng tỏ là cái nắp này nó đã được tắt đi và không sưởi ấm cái nắp. Đối với miền Bắc mùa đông thì chúng ta có thể sử dụng cái này, còn miền Nam thì tùy chúng ta ha. Ngoài ra thì những tính năng còn lại thì cơ bản như tôi hồi nãy giới thiệu. Đó, thì cũng không có quá khó sử dụng. Chúng ta sẽ có một chế độ user thứ hai, thì có nghĩa là lưu được hai người thôi. Còn nếu mà qua người thứ ba thì chắc chắn chúng ta phải chỉnh lại bằng tay ha. Thì cơ bản đấy là những cái bước sử dụng của cái nắp điện tử này. Thì nó cũng không có nhiều cái điều khó khăn trong việc sử dụng. Nó cũng tương tự một số dòng nắp khác ha. Nhưng mà cái nắp này thì cơ bản là cái nắp mới và có thiết kế rất là đẹp. Nếu quý khách cần tham khảo cái nắp này có thể ghé qua showroom Toto Tuấn Đức chúng tôi để xem thêm, tham khảo thêm cái tính năng cũng như sử dụng thử cái nắp này. Cảm ơn, xin hẹn lại.